Xin chào các bạn. Hãng thông tấn TASS ngày 24 tháng 6. Chương trình phát thanh thế hệ tự tay làm hết. Đăng tải số podcast với khách mời là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tại đây, ông Macron chia sẻ ông sẵn sàng nối lại đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông cho biết: "Tôi tin vào sức mạnh của việc đối thoại và tôi sẽ tiếp tục đối thoại với ông Vladimir Putin. Việc đối thoại đã không diễn ra trong nhiều tháng. Tuy nhiên, tôi không loại trừ khả năng trao đổi với bất kỳ lĩnh vực nào, bao gồm cả vấn đề các nhà máy điện hạt nhân. Tôi khẳng định với sự chân thành tuyệt đối, tôi tin rằng việc tiếp tục đối thoại vẫn luôn quan trọng." Tuy nhiên, ông Macron không hề nêu rõ khía cạnh nào liên quan đến điện hạt nhân mà ông muốn đề cập. Nga hiện đang nắm giữ vai trò quan trọng đối với điện hạt nhân khi kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu. Bên cạnh đó, Nga cũng là đơn vị cung cấp top đầu thế giới về nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện. Giống như nhiều nước phương Tây, Pháp đang nỗ lực tăng cường khai thác điện hạt nhân để bù đắp nền công nghiệp năng lượng vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga được Liên minh châu Âu EU và chính Paris ban hành. Mới đây, ông Putin đã tiết lộ Nga đang cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân, vốn được dùng để điều chỉnh và xác định cách nước này sử dụng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Hiện chưa rõ tuyên bố của ông Macron có áp dụng đối với vấn đề ở Ukraine hay không. Chỉ vài ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022, ông Macron là lãnh đạo phương Tây hiếm hoi đích thân đến Moscow hội đàm với Tổng thống Nga để ngăn ngừa nguy cơ xung đột leo thang. Trước tuyên bố ngày 24 tháng 6 của ông Macron, ông Putin cũng từng khẳng định sẵn sàng trao đổi với Paris nếu Pháp thể hiện thiện chí. Vị lãnh đạo Nga không quên nhấn mạnh ông và người đồng cấp Pháp đã có mối quan hệ làm việc tốt. Song ông Macron đã cắt đứt điều ấy. Hiện Nga chưa phản hồi phát biểu trên của ông Macron, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Bất chấp Tổng thống Pháp Macron khẳng định ông sẽ hành động đến tháng 5 năm 2027, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sớm, nhưng mọi thứ đang thực sự tồi tệ với đương kim Tổng thống Pháp. Các cuộc thăm dò cho thấy, Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp cực hữu sẽ ra khỏi top đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp sớm, với vòng đầu tiên được ấn định diễn ra vào ngày 30 tháng 6. Bà Marine Le Pen, người đứng đầu Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp cho rằng, việc ông Macron từ chức có thể là giải pháp duy nhất để tránh tình trạng quốc hội treo trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tổng thống Pháp làm cả nước ngạc nhiên khi giải tán quốc hội sau khi phe cực hữu đánh bại đảng ôn hòa của ông trong cuộc bầu cử nghị viện châu hồi tháng 6 này. Các bạn có thể tin tưởng tôi sẽ hành động cho đến tháng 5 năm 2027 với tư cách là tổng thống của các bạn, người bảo vệ mọi thời điểm cho nền cộng hòa của chúng ta, các giá trị của chúng ta, tôn trọng chủ nghĩa đa nguyên và các lựa chọn của bạn, phục vụ các bạn và đất nước, ông Macron nói. Ông nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu sắp tới với vòng thứ hai diễn ra vào ngày 7 tháng 7 không phải là cuộc bầu cử tổng thống, cũng không phải là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với tổng thống nước Cộng hòa Pháp, mà là câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất: ai sẽ là người cầm quyền lãnh đạo nước Pháp? Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu đang tiến tới giành được số phiếu bầu cao nhất từ trước đến nay trong cuộc bỏ phiếu lập pháp, có khả năng giúp đảng này có cơ hội bổ nhiệm thủ tướng Pháp, rất có thể là nhà lãnh đạo trẻ tuổi Jordan Bardella. Ông Macron cảnh báo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia hay liên minh cánh tả New Popular Front đắc cử đều nguy cơ đẩy Pháp vào nội chiến. Tôi nghĩ những giải pháp phe cực hữu đưa ra là bất khả thi, bởi họ đang phân biệt người dân theo tôn giáo hoặc nguồn gốc. Đó là lý do tại sao chính sách này sẽ dẫn đến chia rẽ và nội chiến, Tổng thống Emmanuel Macron nói với kênh Podcast Pháp GDII ngày 24 tháng 6. Ông chủ Điện Élysée cáo buộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia RN muốn giải quyết lo ngại liên quan đến vấn đề tội phạm và nhập cư dựa trên sự kỳ thị hoặc chia rẽ. Ông Macron cũng đưa ra chỉ trích tương tự với đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI, nòng cốt của liên minh cánh tả New Popular Front mới thành lập. Nguy cơ nội chiến cũng hiện hữu ở cánh tả, bởi phe này chỉ phân biệt người dân dựa trên quan điểm tôn giáo hoặc cộng đồng họ thuộc về. Đây là cách để biện minh cho việc cô lập họ khỏi cộng đồng quốc gia lớn hơn. Trường hợp này dẫn đến nguy cơ xảy ra nội chiến với phe không chia sẻ những giá trị tương tự, theo ông Macron. Bình luận của ông Macron lập tức vấp phải sự chỉ trích từ cả hai phe. Chủ tịch RN Jordan Bardella cho rằng một tổng thống không nên nói những điều như vậy. Ông Bardella được coi là ứng cử viên thủ tướng tiềm năng nếu RN giành đa số phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới. Tôi muốn tái lập an ninh cho tất cả người dân Pháp, ông Bardella tuyên bố. Thêm rằng RN đã sẵn sàng để lãnh đạo đất nước. Lãnh đạo LFI Jean-Luc Mélenchon cho rằng chính những chính sách của ông Macron là lý do dẫn đến sự bất ổn dân sự như ở vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của Pháp. Biểu tình bùng phát ở New Caledonia tháng trước sau khi Quốc hội Pháp thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp
trong đó cho phép những người sống ở quần đảo này ít nhất 10 năm được quyền tham gia các cuộc bầu cử tại đây, khiến cho người bản địa Kanak bất bình. Giới lãnh đạo địa phương cho rằng động thái sẽ khiến cho lá phiếu của người Kanak mất giá trị. Kết quả bầu cử nghị viện châu Âu tổ chức hôm 9 tháng 6 cho thấy đảng RN nhận được 31,3% phiếu bầu, gấp đôi mức mà đảng Phục Hưng theo đường lối trung dung của Tổng thống Macron giành được. Ông chủ điện Élysée sau đó quyết định giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, với hai vòng dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7 nhằm chặn đà tiến của RN và các đảng cực hữu. Tổng thống Macron nói quyết định giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm là giải pháp nặng nề nhất, nghiêm trọng nhất nhưng có trách nhiệm nhất. Đảng Phục Hưng của Tổng thống Macron đang điều hành một chính phủ thiểu số sau khi đánh mất thế đa số tuyệt đối trong quốc hội 2 năm trước. Ông Macron ngày 24 tháng 6 tiếp tục bảo vệ lựa chọn của mình. "Tôi biết nhiều người dân phẫn nộ," ông chủ điện Élysée nói, "nhưng tôi làm vậy bởi không có gì trong một nền dân chủ vĩ đại và công bằng hơn so với niềm tin vào người dân." Đó là trong lòng nước Pháp. Còn bên ngoài, cụ thể là trên bình diện châu Âu, tình hình cũng không khả quan hơn mấy. Trả lời phỏng vấn nhật báo uy tín The Telegraph của Anh ngày 22 tháng 6, cựu ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề đàm phán việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, Brexit, ông Michel Barnier đánh giá quyết định giải tán quốc hội của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là cuộc dạo chơi đầy rủi ro, trực xuống lan rộng của làn sóng cực hữu. Ông Michel Barnier kêu gọi người dân Pháp cần nhớ bài học về cuộc trưng cầu dân ý Brexit tại Anh cách đây 8 năm. Và đến một thời điểm nào đó, hoàn toàn có thể xảy ra tại Pháp khi người dân bị chi phối bởi tâm lý bất mãn và các chính sách dân túy. Theo cơ quan chức EU này, những nhân vật thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia RN như bà Marine Le Pen hay ông Jordan Bardella luôn mang tư tưởng bài châu Âu và từng có những phát biểu cho rằng sự kiện Brexit giúp người dân Anh thoát khỏi sự phục vụ cho EU. Ông Michel Barnier cũng cảnh báo những nhân vật cực hữu này có thể thay đổi chính sách nếu lên nắm quyền, đưa nước Pháp ra khỏi EU, Brexit, dù đến nay vẫn cam kết gắn bó với EU trong các cuộc vận động tranh cử. Ngoài Pháp, nhiều thành viên EU khác cũng có thể rời khỏi ngôi nhà chung trong tương lai. Ông Michel Barnier hiện là thành viên uy tín thuộc đảng cánh hữu, người Cộng hòa, LR, kêu gọi giới lãnh đạo Pháp cần tôn trọng và quan tâm giải quyết những nguyện vọng của người dân Pháp, nhất là những cử tri đang sống ở những khu vực nghèo nhất. Đứng trước viễn cảnh chính trị bất định, nhiều nghị sĩ thuộc phe đa số của Tổng thống Pháp Macron cảm thấy mệt mỏi và có cảm giác bị bỏ rơi trước quyết định giải tán quốc hội. Cựu Thủ tướng Pháp và hiện là thị trưởng thành phố Le Havre, đồng thời Chủ tịch Đảng Chân Trời Mới thuộc Liên minh Tổng thống Emmanuel Macron, ông Edouard Philippe, bày tỏ bất bình với quyết định của người đứng đầu nước Pháp. "Chính Tổng thống đã giết chết liên minh đa số ủng hộ ông ấy. Ông ấy đã giải tán nó. Tốt thôi, sẽ cần phải lập một liên minh không hoàn toàn giống với liên minh đã bị giải tán, một liên minh đa số mới tại quốc hội, hoạt động hướng tới những giá trị khác biệt so với liên minh của tổng thống cũ." Trong khi đích tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận định châu Âu đang phải đối mặt với số lượng kẻ thù bên trong và bên ngoài nhiều kỷ lục. Một tháng trước, trong chuyến thăm đến Đức kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 5, ông Macron nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa các cường quốc hàng đầu trong Liên minh châu Âu. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, một Tổng thống Pháp có chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức. Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố, châu Âu chưa bao giờ có nhiều kẻ thù bên trong và bên ngoài như hiện nay. Châu Âu đang trải qua thời điểm sống còn khi có thể tàn lụi. Tôi đã nói về điều này vài tuần trước. Theo đài RT, ông Macron đưa ra bình luận trên khi trao đổi cùng nguyên thủ quốc gia Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức. Họ đã tham dự lễ hội dân chủ ở Berlin để kỷ niệm 75 năm ngày ra đời luật cơ bản hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức. Tổng thống Macron kêu gọi bỏ phiếu cho các lực lượng thân EU trong cuộc bầu cử châu Âu sắp tới, khi cảnh báo khối này chưa bao giờ có nhiều kẻ thù bên trong và bên ngoài như hiện nay. Hồi tháng 4, ông Macron cũng từng cảnh báo châu Âu có thể lụi tàn và kêu gọi châu Âu đừng đương đầu với thách thức từ một thế giới đang thay đổi. Theo ông Macron, những áp lực về mặt quân sự, kinh tế và nhiều vấn đề khác có thể làm suy yếu và chia cắt 27 nước thành viên Liên minh châu Âu. Tổng thống Pháp lúc đó còn tuyên bố Nga không được phép thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine, kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực an ninh mạng, củng cố quan hệ quốc phòng với Anh hậu Brexit để chống lại kẻ thù. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.